Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ nhíp 6 lá dài 75 cm, nhíp 6 lá nhé, dài 75 cm, và hàng này là hàng nhập khẩu các bạn nhé, không phải hàng sản xuất thủ công trong nước các bạn nhé. Đấy, nhíp hàng nhập. Đây các bạn nhìn này, các cái lá rất là đều, chất thép, không bị những cái vết sần xiếc gì cả. Đấy, nhíp rất là chuẩn. Tải trọng của bộ nhíp này là có thể chịu được đến 700-800 kg. Đấy. Lá thứ hai sát tận ngoài này luôn này. Lỗ mõ này là 30 này. Nhíp này có trọng lượng là 8,2 đến 8,3 kg một vế các bạn nhé. Một vế còn nó khoảng 16,5 kg một đôi. Đấy. Toàn bộ phụ kiện chuẩn này, ốc chốt 12 này. Quang nhíp này. Ốc chốt dài này. Mặt bích dày này, có dập cong này. Có dập cong tăng cứng nhá. Đấy, đây. Con này dày khoảng 6 đến 7 ly và có dập cong này. Đầu cố định này. Đấy, nhíp này có dập chữ TH các bạn nhé. Hàng rất là nét, chuẩn. Đấy, 6 lá các bạn nhé. Trong một video trước kia thì có từng giới thiệu về cái nhíp 5 lá, cũng là loại này nhưng có 5 lá thôi. Còn bộ này là 6 lá nhá, giá thì chỉ chênh nhau có 100.000 thôi. Nhưng mà hàng thì cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Các bạn có nhu cầu đặt hàng có thể liên hệ 0983 818 955. Mọi thắc mắc về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ qua Zalo cùng số 0983 818 955. Để dễ xem các cái video khác của kênh ấy, thì các bạn có thể bấm vào tên kênh ở phía dưới video và sau đó chọn danh sách phát. Sau đó thì xem theo từng hạng mục, xem nhíp, xem động cơ điện, bộ 3 bánh, bộ 4 bánh, vân vân. Như thế là rất dễ tìm kiếm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video và ủng hộ cho shop.